Các bạn ơi, tập trước mình đã hướng dẫn các bạn làm đèn trang trí sân vườn. Nhưng mà trong trường hợp sân vườn nhà mình chỉ có những bụi cây nhỏ nhỏ hay là bãi cỏ mà không có những cái cây to, người ta có thể treo tròn tem nó. Người ta vẫn có cách nha các bạn. Nào, chúng ta bắt đầu. Với chiếc đèn như thế này, chúng ta sẽ làm như thế này nha các bạn. Đây là cái nắp chai, chính cái nắp chai mà ta vừa làm xong đó. Các bạn in này, in cho mình. Các bạn cắt cho mình hai miếng giấy dạ nha. Một miếng to đúng bằng cái miệng nắp chai và miếng nhỏ hơn xíu. Chúng ta bắt đầu dán. Các bạn cho hơi nhiều keo một chút nha. Đó, miếng lớn chúng ta dán lên trên cái nắp chai này. Bên trong chúng ta dán một miếng nhỏ hơn. Đó, chúng ta ấn một chút là sẽ rất chắc. Chúng ta dán vào đây. Các bạn cho nhiều keo một chút. Phần này chúng ta cần có cái độ cất dính cao. Đây, phần này các bạn dính vào đây. Khi nó còn nóng, chúng mình sẽ căn làm sao cho nó vào chính giữa nha. Giữ một lát là được. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng một que tre. Đơn giản hơn là các bạn mua đôi đũa nấu á, dài ngắn thì tùy các bạn. Ở đây mình dùng cái loại ngắn để các bạn dễ nhìn. Cái phần đầu to các bạn để lại, phần nhỏ các bạn lấy ra các bạn nhỏ đi. Sau đó chúng ta sẽ làm như này. Các bạn lấy keo, các bạn đính đầu dây đay vào đây nha. Cái dây đay này nó có cái độ kết dính rất là tốt. Chúng mình quấn như thế này để cho nó tăng cái diện tích tiếp xúc đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo. Các bạn đính cũng tương đối một chút nha. Và các bạn dính vào đây cái phần cái nắp mà nãy chúng ta làm đó, các bạn căn đúng ở giữa nha. Và giữ cũng phải hơi lâu lâu một chút đấy. Các bạn đợi cho nó khô đi thì nó sẽ rất là chắc. Vậy là ta đã dính xong, nó chắc đấy các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần trang trí đèn là xong. Đây mình đã chuẩn bị đèn. Các bạn để chế độ đứng im nha. Các bạn cho vào đây. Vậy là ta đã có một cái đèn trang trí kiểu dáng mới. Và đây là những cây đèn mà mình vừa làm để giới thiệu các bạn đó. Những cây đèn này có chân, thay vì chúng ta đeo tòng tre trên cây thì chúng ta có thể cắm ở những cái xung quanh đất mềm ở những bụi cây nhỏ đó. Chúng ta cũng có thể trang trí theo ý của chúng mình được. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một mẫu mới. Vẫn cái chai nước muối sinh lý các bạn. Các bạn đo cho mình 10cm, đánh dấu bằng bút xạ. Bạn ấy kéo cắt. Vậy là ta đã cắt xong. Bây giờ chúng ta trang trí cho nó nhé. Các bạn lấy dây đăng ten lại 1cm. Cái này các bạn có thể mua ở cửa hàng kiểu may mặc á. Các bạn dán vào đây. Đính một chút chút keo các bạn. Cần nhiều lắm. Các bạn dán vòng quanh cái miệng. Tiếp đến chúng ta dán một đường ở dưới chân. Đó. Tiếp đến ta sẽ trang trí cái phần thân của nó bằng cái dây đăng ten loại 5cm nha các bạn. Các bạn chỉnh sao cho nó vào giữa. Ta đã dán xong. Tiếp đến ta dùng dây quy băng lại 1cm nha các bạn. Các bạn tiếp tục dán vào phần giữa này.
Và bây giờ ta chỉ cần đính thêm một chiếc nơ là xong. Đó, ta đã hoàn thành, có một chiếc nơ xinh xắn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm dây treo cho nó. Chúng ta sẽ cắt lấy một đoạn dây dài ngắn tùy ý các bạn nha. Đó, xong các bạn đến hai bên sao cho đối xứng. Các bạn đến một chút ra, đến một đầu dây lại, nó còn hơi nóng nóng một chút thì nó nguội nguội, các bạn sẽ đính chắc nó vào. Và đầu dây bên kia các bạn cũng làm tương tự. Đó, vậy là chúng ta đã có một cái dây treo. Và nếu các bạn không muốn treo thì các bạn có thể làm một chiếc móc đơn giản. Đây, các bạn cắt ra một đoạn xuôi băng, các bạn làm thế này nha, đính một chút keo. Và ta sẽ đính vào đây. Mặt trước là chiếc nơ thì ta sẽ đính ở mặt sau. Giữ một chút. Vậy là ta đã có một cái móc đơn giản để ta có thể treo. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí cho nó nha. Mình có một ít giấy, giấy cắt. Ta để vào đây. Và ta vẫn trang trí bằng chiếc đèn led. Ta để chế độ mình im nhả. Ta cho vào đây. Chiếc giấy này sẽ có tác dụng nó che cái ổ pin đi, nó đỡ bị lộ các bạn. Đó. Và đây mình đã chuẩn bị một cành hoa để trang trí. Các bạn cắm vào đây. Đó. Và đây các bạn đã có một đoạn hoa. Các bạn có thể treo này, có thể gắn ở trên tường hay là trên góc học tập của các bạn đó. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo nhé.